Hồng Nhung xin một lời chào đến tất cả quý vị thính giả của các bạn đã đến với chuyên mục Tâm sự thầm kín được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh YouTube Audio Hải Ngoại. Và quý vị thân mến, đến với chuyên mục tâm sự hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho ban biên tập và chủ nhân của lá thư gửi đến quý vị và các bạn một lá thư tâm sự ngắn có tên là Quà mừng cưới bất ngờ dành cho chồng cũ. Ngay sau đây thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi để xem nhân vật của chúng ta có gì mà cần ban biên tập chương trình Hồng Nhung cũng như là quý vị khán thính giả và tư vấn quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây. Chào các bạn, khi kể ra câu chuyện này tôi vẫn còn hả hê lắm. Cuối cùng thì tôi cũng đã trả được mối thù 2 năm qua và trở thành người chiến thắng. Nhưng sâu thẳm tôi vẫn thấy hụt hẫng, trống rỗng vô hình. Liệu tôi có quá đáng không? Liệu tôi có nhẫn tâm không? Mong các bạn cho tôi góp ý và nhận xét. Tôi đã từng có một cuộc hôn nhân khá đẹp với chồng cũ. Dù đã từng thôi, nhưng mỗi khi nghĩ đến, tôi vẫn có thể cười một mình, khóc một mình được. Chồng cũ của tôi hồi đó thuộc dạng hiếm có khó tìm. Anh chiều vợ thương con hết mực. Tôi sinh con đầu lòng khi kinh tế gia đình còn khó khăn. Không làm dịch vụ được nên mọi sinh hoạt, vệ sinh cá nhân của tôi đều do một tay chồng tôi đảm nhiệm. Anh không ngần ngại lau người, tắm rửa cho tôi, đút cho tôi ăn. Đêm, anh bồng con cho tôi ngủ. Tôi bị tắc sữa, đau đến phát khóc. Anh cũng chẳng giấu hổ mà giúp tôi thông sữa trước mặt nhiều người. Hồi đó ở phòng bệnh tôi nằm, nhiều người phụ nữ khác còn mong chồng mình bằng một phần của anh thôi, đã là mãn nguyện lắm rồi đấy. Kinh tế gia đình tôi khấm khá hơn. Tôi quyết định sinh con thứ hai khi đứa đầu tròn 3 tuổi. Và đây mới là quyết định sai lầm của tôi. Từ khi mang thai, tôi đã bị chẩn đoán nhau tiền đạo nên phải kiêng hẳn chuyện quan hệ vợ chồng. Dù thương chồng lắm, nhưng tôi vẫn an ủi, anh ráng đợi tôi thêm một năm, giờ vợ chồng lại ngọt ngào như xưa. Anh còn mắng tôi lắm chuyện, cứ lo dưỡng thai cho thật tốt đi đã. Lần này tôi sinh con, chồng thuê hẳn nhân viên y tế chăm sóc. Biết là anh bận, nhưng nghĩ lại hồi sinh đứa đầu tôi không khỏi chạnh lòng. Hàng ngày tôi ở nhà cùng vú nuôi, chồng tôi đi làm tới khuya mới về. Về là anh hôn con vài cái rồi than mệt, lại bỏ sang phòng bên cạnh ngủ mất. Đến khi con được 4 tháng, tôi lần mò sang phòng anh, chủ động gợi ý chuyện đấy. Không ngờ anh lại giáng cho tôi một cú sốc. Anh hất thẳng tôi ra, đuổi tôi về phòng. Anh còn nói tôi là ham hố, con cái chẳng chịu lo mà lúc nào cũng suy nghĩ đến cái chuyện đó. Nhưng rõ ràng là con tôi vẫn đang ngủ ngon lành với vú nuôi, chứ tôi nào có bỏ bê gì nó đâu. Tôi ôm buồn tủi, cay đắng về phòng. Tự dưng tôi cảm thấy chồng rất lạ. Khoảng cách giữa chúng tôi cũng xuất hiện từ hồi nào mà tôi không để ý. Giờ nó đã quá xa rồi. Tôi nhìn con và khóc ngon lành. Đúng một tuần sau tôi phát hiện chồng ngoại tình. Càng đang điên tiết hơn khi tình nhân của anh lại chính là cô bạn thân lâu năm của tôi. Cô ta vẫn thường hay ghé đến thăm tôi, trò chuyện những ngày tôi nằm dưỡng thai. Hóa ra từ lúc đó, hai người đã tằng tịu và gian díu với nhau rồi. Tôi cũng không biết đâu, nếu như không có cái số điện thoại lạ gửi một loạt ảnh tình tứ của họ đến điện thoại tôi. Sau này điều tra ra tôi mới hay, đó cũng chính là số khác của cô ta. Tôi khóc như mưa và lên kế hoạch níu kéo chồng. Phát hiện chồng ngoại tình với bản thân, tôi suy sụp đau đớn, nát tan cả tình yêu lẫn niềm tin. Trong thâm tâm tôi chỉ muốn bung bét hết mọi chuyện, phanh phui hết tất cả, rồi chấm dứt một lần cho nó xong. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cái cảnh anh cưng nựng chăm sóc con, tôi lại buông xuôi ý định đó. Xấu chàng thì hổ ai, và lại chúng tôi đã lâu không ngân ái, anh lạc đường lầm lối cũng dễ hiểu. Tôi tìm mọi cách biện minh cho chồng và lên kế hoạch níu kéo lại tình yêu của anh. Tôi trao con cho vú nuôi, dành thời gian đi tập gym, đi spa, lấy lại vóc dáng và làn da. Tôi cũng chăm chút ngoại hình, trang điểm, ăn mặc thật đẹp, dù chỉ đang bế con ở nhà. Thậm chí khi đi đổ rác, tôi cũng phải mặc váy, dùng nước hoa thơm lưng. Mỗi tối tôi chủ động sang ôm chồng, dù bị anh gạt bỏ ra. Tôi cũng lấy con ra làm lá chắn níu kéo anh. Có thể nói tôi đã gạt bỏ mọi sĩ diện, tự trọng để giữ lại gia đình. Nhưng rồi sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn.
Trong một lần đọc qua tin nhắn của hai người, biết họ đang ở khách sạn, tôi đã tìm đến. Lần này, tôi quyết định quậy một trận rồi ra sao thì ra. Không ngờ chồng tôi lại nắm tôi lại để nhân tình của anh bỏ chạy. Tôi vùng vằng, anh còn thẳng tay giáng cho tôi một tát vì dám làm mất mặt anh. Cái tát đó, tôi vẫn nhớ mãi đến tận bây giờ. Nghĩ lại cái phút giây tủi nhục đó, tôi thấy hành động mình hôm nay vẫn còn nhẹ nhàng với anh ta lắm. Hai gia đình biết chuyện, ai cũng sững sờ. Chúng tôi nhanh chóng ly hôn và phân chia tài sản. Tôi nuôi hai con, nhận trợ cấp của chồng là 15 triệu một tháng. Thế là từ cặp vợ chồng hạnh phúc viên mãn được nhiều người ngưỡng mộ, chúng tôi đã đường ai nấy đi, trở thành người cũ của nhau. Nhưng được vài ba tháng đầu, còn lại chồng cũ tôi chẳng bao giờ tự nguyện chu cấp tiền nuôi con. Tôi phải nhắn tin, phải réo gọi, thậm chí là gọi cho bố mẹ chồng, anh ta mới chịu chuyển tiền. Mỗi lần chuyển, anh ta tỏ cái thái độ khó chịu, cau có, nhiều lần còn mắng con là phiền phức. Nhưng tôi biết, tiền anh ta không thiếu, chỉ là anh ta lo cung phụng cho người tình, lại nói về cái đôi mèo mả gà đồng đấy. Gia đình chồng tôi không chấp nhận cô ta, hai người cứ lén lút qua lại với nhau. Cho đến khi tôi vô tình đọc được những dòng tin nhắn mắng chửi nhau trên Facebook của cả hai. Hóa ra anh ta làm cho nhân tình có bầu, nhưng mà gia đình chồng cũ tôi không chịu. Anh ta bắt cô ta đi phá thai, cô ta không chịu liền bóc phốt người yêu lên mạng xã hội. Chồng tôi cũng không phải rằng vừa, cái quay lại mắng mỏ đổ tội là do cô ta mà anh ta đánh mất hạnh phúc gia đình, đánh mất vợ con. Những cái tin đó đều do bạn tôi gửi đến cho tôi đọc, chứ còn tôi cũng chả thèm quan tâm. Kết quả, hai người họ chia tay trong ầm ĩ. Biết được tin đó, tôi cười như điên. Kết thúc một cuộc hôn nhân bằng một cuộc tình vụng trộm, cuối cùng thì cũng chẳng có cái kết quả tốt đẹp gì cả. Không ngờ vào tuần trước, tôi lại nhận được thiệp mời đám cưới của chồng cũ. Chồng cũ mời đám cưới vợ cũ, đúng là cái chuyện nực cười nhất thế gian. Cầm thiệp cưới, tôi tròn mắt khi nhìn thấy tên cô dâu. Đó không phải là tên cô nhân tình chơi chẽn kia, mà là tên của một cái cô lạ hoắc. Thật không ngờ chồng tôi lại đáng sợ đến vậy. Một mặt, anh yêu chiều vợ con đến tận trời. Mặt khác, ngoại tình với bạn của vợ, rồi lại có hẳn thời gian tiền bạc đi tán tỉnh cô khác nữa. Thật sự tôi được mở rộng tầm mắt về đàn ông bởi chính người chồng cũ. Nhưng niềm tin tôi dành cho đàn ông cũng rơi về con số âm. Càng không ngờ anh ta lại đủ dũng cảm để mời tôi tới dự đám cưới. Hay là anh ta muốn tôi chứng kiến cảnh anh ta hạnh phúc, tình tứ với người khác để hành hạ trái tim tôi. Anh ta không hề biết, tôi đã chẳng còn cảm giác gì với anh ta từ lâu rồi. Chỉ có hận, một người đàn ông như thế không đáng tồn tại trong trái tim tôi nữa. Nhưng tôi lại cảm thấy xót thương thay cho vợ mới của anh ta. Chắc chắn cô chẳng biết bộ mặt thật của chồng cũ tôi, bởi vì anh ta nói năng rất là ngọt ngào. Qua tìm hiểu vài người bạn, tôi khẳng định vợ mới của chồng cũ tôi đúng là còn trẻ này, ngây thơ này, mới tốt nghiệp đại học thôi, nên là kinh nghiệm sống chưa có nhiều. Chỉ tội cô ấy, nếu biết được cái quá khứ lẫy lừng của anh ta, chắc cô ấy sẽ ngất xỉu luôn. Thế là tôi lên kế hoạch trả thù, cũng là để lật tẩy cái bộ mặt thật của chồng cũ cho cô dâu mới biết. Hôm ấy, tôi mặc thật đẹp, váy trắng dài bồng bềnh, trang điểm kỹ càng, cài hoa trên đầu. Mới nhìn qua có người còn tưởng tôi là cô dâu nữa kìa. Tôi cũng cố ý đến muộn, để khách khứa ngồi hết vào bàn tiệc rồi. Khi cô dâu chú rể trao nhau nụ hôn ngọt ngào, tôi đã tiến lên lễ đường trong sự kinh ngạc của mọi người. Tôi đưa tay bắt tay cô dâu và tự giới thiệu mình là vợ cũ. Có món quà kỷ niệm muốn gửi đến hai vợ chồng. Nói xong là tôi đưa cái USB cho MC. MC mở lên. Quan khách ồn nào, cô dâu tái mặt, chú rể thì lại còn điêu đứng mà. Toàn bộ những hình ảnh tình cảm của chồng cũ tôi và cô nhân tình lần lượt được chiếu trên màn hình. Hơn nữa, có những tin nhắn mắng chửi, bóc phốt nhau trên mạng. Cả cái thai. Những thứ đó tôi lấy ngay trên chính Facebook của cô nhân tình. Một số hình ảnh nhạy cảm là do chính cô ta gửi cho tôi để khiêu khích tôi trước đây. Chồng cũ tôi hoảng hốt la hét bảo MC là tắt ngay. Nhưng lúc đó mọi sự đã rõ ràng, tôi cũng chuồn luôn.
Nghe cô dâu lẫn nhà gái tức giận bỏ về ngay khi đám cưới đang dang dở, chồng cũ tôi điên cuồng rủa xả tôi không tiếc lời. Đó là cái giá mà cải đào hoa như anh ta phải nhận thôi. Nhưng tôi cũng sợ, lỡ như chồng cũ tôi điên lên làm việc bậy bạ, chắc tôi hối không kịp. Giờ có nên chuyển nhà trốn anh ta không? Thù thì trả được rồi mà tôi vẫn thấy trống rỗng, hụt hẫng, chứ chẳng vui như là mong đợi. Quý vị và các bạn, chúng ta vừa theo dõi hết cái dòng tâm sự của cô gái. Cô ấy hỏi, cô đã hỏi luôn từ khi trước đầu vào lá thư, cô hỏi là cô làm như thế có đúng không? Và có quá đáng không? Liệu có nhẫn tâm không? Thì mong quý vị cũng như là Hồng Nhung cho cô ấy một gợi ý, nhận xét và góp ý. Quý vị ạ, con gái thường là sinh ra phụ nữ, kiếp đàn bà thì khổ hơn là đàn ông rồi. Khi mà chúng ta sinh ra, chúng ta biết chúng ta là phụ nữ. Rất nhiều ít người trong số phụ nữ được cung phụng, được chiều chuộng, được yêu thương. Và khi mà chúng ta đã là phụ nữ là một sự thiệt thòi rồi, lại còn sinh con rất là vất vả cho gia đình nhà chồng nữa, thì lại còn là một cái sự hy sinh rất là lớn. Mà phụ nữ thì không phải ai cũng có cái tính nét là hiền thục, dịu dàng, đoan trang. Có mỗi người có một cái cá tính khác nhau. Như cô gái trong câu chuyện này, như cô gái nhân vật trong câu chuyện, cô là một người, Hồng Nhung nghĩ là cái cá tính của cô khá là mạnh đấy. Cô khá là mạnh khi mà cô mới dám trả thù chồng cũ bằng cái cách là làm bẽ mặt anh ấy và gia đình nhà anh ấy tại đám cưới luôn. Nhưng mà Hồng Nhung cũng nghĩ là nó lạ đời khi mà anh chồng cũ này lại còn dơ cả mặt để mà viết lá thiệp mà gửi đến cho người ta, trong khi anh đối xử với người ta không ra gì như vậy. Nhưng mà thực sự thì cái trường hợp mà cô ấy trả thù như thế này thì nó cũng hơi mạnh tay một chút. Như này thì khác gì là té luôn một cái chậu nước vào mặt anh ta chỗ đông người. Và như này sau buổi đám cưới này cũng là cái buổi ly hôn luôn của cái cô vợ mới. Một cô bé sinh viên mới ra trường còn non nớt lắm, còn chưa trải sự đời. Cô gái này, cô vợ cũ đúng là một người rất là cao tay. Và cái cách xử lý này đối với Nhung thì nó hơi mạnh một chút, chưa khôn khéo lắm. Trả thù anh chồng cũ này thì chúng ta có rất là nhiều cách. Nhưng mà làm như này thì thực sự là nó cũng hơi có quá đáng. Nhưng mà xét đi thì cũng phải xét lại, ai là người đã khiến cho cô ấy ngậm cái mối thù này nó lâu năm như vậy và nó cay cú như vậy? Khi mà người ta đang mang thai, anh còn cặp kè với cả bạn thân người ta. Khi mà người ta không phục vụ được anh ở về cái mặt thể xác, anh quay ra anh thỏa mãn bằng người khác luôn. Và vợ chồng sống với nhau, nếu muốn thỏa mãn thể xác, xin mời anh, chúng ta có thể có rất là nhiều những cái cả những cái bóc bánh trả tiền bên ngoài, chứ đừng có mà ăn ngay trước mặt vợ như vậy. Anh ta quan hệ với người phụ nữ khác ngay trước mặt vợ như thế thì bảo ai là người chịu đựng được. Đến Hồng Nhung đây, Hồng Nhung đã tư vấn cho quý vị và đã đọc rất là nhiều câu chuyện rồi. Và Hồng Nhung thấy là anh này anh quá là sở khanh đi. Khi mà đã một vợ hai con rồi còn không khéo léo trong cái cách ăn bóc bánh trả tiền. Nếu mà quá không thể chịu đựng được, không kiềm chế được cái bản năng gốc trong cơ thể, thì chúng ta có thể đi tìm những cái nguồn giải quyết nhu cầu sinh lý. Hồng Nhung xin nhắc lại là giải quyết nhu cầu sinh lý sẽ không liên quan gì đến nhau, sẽ không liên quan đến vợ con. Và anh ta chỉ cần giấu đi một chút. Nếu chúng ta đi lén đi lút bên ngoài, xong, trả tiền là xong, thoải mái con người. Và vợ không biết, hạnh phúc gia đình vẫn ấm êm, vẫn giữ được vợ con. Và không đau đầu với những cái mối tình mới. Anh này chứng tỏ là anh rất là thích phụ nữ. Và với phụ nữ nào anh cũng yêu chiều như vậy, chứ không riêng gì ai cả. Anh ấy đam mê phụ nữ. Đàn ông thì họ cũng có rất là nhiều những sự đam mê khác nhau thưa quý vị. Người thì mê cờ bạc, người mê đồ cổ, người thì mê ăn nhậu, người thì lại mê kiếm tiền. Người thì mê phụ nữ như Hồng Nhung nói đấy. Đàn ông ai họ cũng mê một cái gì đó mà chúng ta không thể nào chúng ta quản lý, không kiểm soát được cả. Chỉ có là họ có vì chúng ta họ né lại hay là họ bộc lộ nhiều hơn thôi. Mẹ Hồng Nhung thì vẫn luôn dạy Hồng Nhung là phụ nữ phải nhịn, phải khéo thì mới giữ được chồng. Khi mà họ có đi gái gú ở bên ngoài, nhưng mà họ mang ra so sánh với vợ ở nhà, vẫn anh em rất là ngọt ngào này, vẫn vun vén hạnh phúc gia đình này, thì họ đi đâu họ cũng cảm thấy không bằng vợ ở nhà.
Nhưng mà Hồng Nhung thì có cái quan điểm khác, hơi khác hơn mẹ một chút. Đó là tại sao phụ nữ chúng ta cứ phải nhẫn nhịn? Tại sao phụ nữ luôn phải khéo mà đàn ông lại không khéo để giữ chúng ta? Hay là họ nghĩ là họ lấy được chúng ta về rồi, muốn đối xử như thế nào cũng được. Như đó, thế là không có. Phụ nữ chúng ta phải cần độc lập về cuộc sống, độc lập về tài chính, kinh tế, kể cả là con cái. Thì chúng ta lúc đó mới có tiếng nói trong gia đình, sống không phụ thuộc vào chồng. Và cái quan trọng nhất ấy là chúng ta phải có cái sự tôn trọng dành cho nhau. Đừng có ai coi thường ai cả. Em không ăn bám anh cũng không ăn bám em. Như thế thì cái cuộc sống nó mới giữ được cái sự bình đẳng trong chính ngôi nhà, trong chính cái hạnh phúc gia đình của mình. Ở đâu cũng thế thôi. Và chúng ta chỉ khéo, chúng ta chỉ nhường nhịn, chúng ta chỉ nhẫn nại với một cái người chồng xứng đáng với một cái chữ chồng, thì họ có thực sự có trách nhiệm với gia đình vợ con. Họ có trách nhiệm với gia đình của ta. Họ tôn trọng ta thì ta cũng tôn trọng lại họ. Chứ không có cái chuyện mà mình cứ luôn luôn ra sức một bên mình níu giữ. Còn bên kia họ cứ đi, họ đi bên ngoài, họ muốn yêu ai, họ muốn quan hệ với ai, họ đi gái gú rồi họ thế nọ thế kia, em gái mưa rồi rất là nhiều những cái mối quan hệ lằng nhằng bên ngoài. Rồi về coi vợ không ra cái gì. Như thế là không được. Và cô gái trong câu chuyện này thì cô có một cái cá tính khá là mạnh. Cho nên là cô mới có một cái cách xử lý anh chồng cũ như vậy. Còn với Nhung, trong trường hợp này nếu Nhung là nhân vật chính, mọi chuyện qua hết rồi. Kể cả có mời đám cưới Nhung không đến. Vẫn nhận chu cấp, đấy là trách nhiệm của anh dành cho con. Vẫn nhận chu cấp tiền 15 triệu một tháng. Còn anh lấy ai, tôi không quan tâm. Khi tôi và anh đã kết thúc rồi, đừng gây thù chuốc oán nhau làm gì thêm, cho nó thêm những cái sự hằn thù nhau về sau này. Kể cả trong tình yêu cũng vậy thưa quý vị, chúng ta đã chia tay thì chúng ta hãy chia tay nhau trong một cái sự vui vẻ, làm bạn. Không làm bạn được thì cạch mặt, không quan tâm họ yêu ai, mong cho họ hạnh phúc. Và nếu họ và mình đã không có duyên rồi thì chúng ta tốt nhất là cũng không nên cố gắng nữa làm gì. Khi mà cuộc đời này chúng ta còn sống rất là lâu dài, và khi mà có những cái người họ già rồi, họ 60-70 tuổi, họ vẫn có những cái tình yêu của họ, thì cớ gì tại sao chúng ta trẻ như thế này chúng ta lại không có tình yêu của riêng chúng ta? Tại sao chúng ta cứ phải đau khổ vật vã vì một người làm gì? Cho nó giảm cái chất lượng vui sống của mỗi ngày đi. Chúng ta phải truyền cái năng lượng tích cực cho nhau. Hồng Nhung nghĩ như vậy. Tình yêu nó không bao giờ mất đi, chỉ là chúng ta chưa khai thác, chưa tìm thấy nó và chưa yêu thương nó thực sự thôi. Và nếu mà chúng ta trân trọng tình yêu cũng mỉm cười lại với chúng ta. Hồng Nhung chưa bao giờ có một lần nào mà mất niềm tin vào tình yêu cả. Và mong quý vị chúng ta sau khi xem xong cái video clip cũng như là cái dòng tâm sự của cô gái này, thì quý vị hãy luôn luôn yêu đời, trẻ khỏe, sống cho bản thân mình, sống cho con cái mình, cho cha cha mẹ mình. Và nếu đang có một hạnh phúc gia đình trọn vẹn thì chúng ta hãy biết nắm giữ, hãy biết trân trọng, hãy biết bảo vệ nó, để cho tình yêu ngày một thăng hoa hơn với thời gian. Còn nếu mà quý vị chưa có tình yêu thì Nhung cũng chúc cho quý vị là sẽ sớm tìm được một nửa, một mảnh ghép cuộc đời đối với mình. Còn những ai đã coi mình không ra gì, đối xử với mình tệ bạc, thì quý vị nên nhớ một câu: im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ. Chúng ta không thèm quan tâm họ nữa, coi họ như là người qua đường đi. Và không có cái gì liên quan đến nhau nữa cả. Đừng liên quan, đừng liên hệ, đừng mời mọc, đừng mời chào gì cả. Chúng ta hãy sống cái cuộc đời của chúng ta một cách tốt nhất. Còn họ muốn làm gì, kệ họ, chúng ta không quan tâm. Và chúng ta hãy để cái sức đó để quan tâm đến những điều khác ý nghĩa hơn trong cuộc sống này quý vị nhé. Và quý vị, Hồng Nhung đã gửi xong đến quý vị dòng tâm sự rồi. Ý kiến của quý vị như thế nào về lá thư tâm sự này thì đừng quên comment bên dưới để cho Hồng Nhung có thể đọc được, giao lưu lại được với quý vị. Và quý vị nếu có những cái tâm sự, những thắc mắc nào khó lý giải trong cuộc sống, hãy viết thư về Gmail của chương trình được đính kèm bên dưới video. Tất cả những video được sản xuất bởi Đình Tùng Media. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những audio cũng như là những tâm sự của ngày mai. Hồng Nhung xin kính chào.